xin động. kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô với nhà báo Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ hai tây tháng 5 năm 2020 từ vùng Little Sài Gòn. Xin gửi lời chào đến nhà báo Nguyễn Văn Khanh ở thủ đô Washington DC. Khanh cũng xin gửi lời chào đến bạn Đỗ Dũng và xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của người Việt TV. Vâng thưa quý vị, đề tài chúng tôi hôm nay sẽ hỏi anh Nguyễn Văn Khanh là chuyện liệu Việt Nam có kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế ở Hà, Hòa Lan hay không? Ờ, thưa quý vị, cách đây 4 ngày, tờ báo Asia Times có viết một bài viết của ký giả David Hood Nói rằng là tình hình hiện nay có nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam nhiều phần sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế giống như Philippines đã làm trước đây và chúng ta cũng biết là hiện nay và từ trước tới giờ, uh, Trung Quốc uh, tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn chiếm chủ quyền gần như 90% Biển Đông. Và năm 2014 thì Philippines đã kiện ra tòa án The Ha ở bên Hòa Lan. Và năm 2016 tòa án này đã tuyên bố là đường lưỡi bò chín đoạn đã vô giá trị. Uh, với những gì uh, xảy ra trong những ngày qua, Biển Đông uh, chắc nhà báo Nguyễn Khánh đã theo dõi. Và thưa anh, uh, liệu Việt Nam có làm chuyện này hay không hay chỉ là hù dọa? Uh, như trước đây và trước khi trả lời thì chắc anh cũng biết vào tháng 11 năm ngoái uh, ông Lê Hoài Trung là thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam trong một buổi nói chuyện tại Học viện Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội cũng đã có nêu vấn đề này và nói là Việt Nam không loại trừ khả năng sẽ kiện Trung Quốc. Anh nghĩ như thế nào về lần này thưa anh? Tôi còn nhớ những gì mà ông Lê Hoài Trung nói ở tại Học viện uh, Ngoại giao ở Hà Nội. Tôi cũng còn nhớ là những gì mà tất cả những nhà báo khác cũng như là các chuyên gia uh, về Việt Nam nói chuyện À, trong các những buổi nói chuyện ở tại Washington DC tôi cũng hiểu rõ rằng là Việt Nam có thể sẽ kiện nhưng mà tôi phải thú thật bên đô Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả cho đến giờ phút này thì tôi không nhìn thấy cái chuyện Việt Nam sẽ nộp đơn kiện. Tôi còn nhớ là hôm thứ năm tuần trước trong buổi nói chuyện với là một nhà ngoại giao châu Á làm việc tại thủ đô Washington thì bà ta bảo với tôi rằng là bà ta được biết nhiều điểm. Cái điều thứ nhất là Việt Nam đã soạn xong hồ sơ điểm thứ nhì là Việt Nam đã nghĩ đến chuyện nếu kiện thì sẽ kiện ở đâu kiện tòa nào vân vân và vân vân nhưng mà bên cạnh hai cái điều đó thì là tôi lại được cũng chính bà ta bảo rằng là hiện tại bây giờ Việt Nam vẫn còn đang phải cân nhắc họ cân nhắc cái lợi cái hại về cái chuyện kiện Trung Quốc và đó là chưa kể đến chuyện họ phải cân nhắc cái thời điểm nào là thời điểm họ để họ sửa soạn kiện Trung Quốc hiện tại bây giờ chúng ta đang ở tháng 5 chúng ta đừng quên rằng là đầu tháng riêng năm 2021 hoặc là chế nhất là tháng 2 năm 2021 tức là chỉ còn có hơn nửa năm nữa thì Việt Nam sẽ họp đại hội đảng kỳ thứ 13 và cho đến bây giờ thì không có một dấu hiệu nào xuất phát từ Hà Nội để cho người ta biết rằng là Việt Nam muốn tạo cái sóng gió trước ngày đại hội đảng diễn ra nói một cách khác nếu mà có kiện thì cũng phải là sau khi đại hội đảng kết thúc đó là nhận xét của tôi thưa với bạn Đỗ Dũng Vâng thưa anh nhưng mà hiện nay ở trong thời gian vừa qua có nhiều chuyện xảy ra ở Ngoài cái chuyện ông Lê Hoài Trung tuyên bố từ tháng 11 năm ngoái Sau khi cái tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đi vào vùng biển Bãi Tây Chính của Việt Nam Trong vòng mấy tháng trời Và rồi năm nay anh thấy đó Đầu tiên là cái chuyện tàu cá của Việt Nam bị tàu của Trung Quốc đâm chìm ở ngoài khơi Hoàng Sa thuộc vùng biển Việt Nam Rồi sau đó Trung Quốc đưa hải đội Liêu Ninh xuống tập trận rồi lại đưa cái tàu Hải Dương 8 đi vào vùng biển Việt Nam cách bờ biển Việt Nam có 98 dặm. Rồi sau đó xuống cả vùng biển Malaysia. Và rồi vào ngày 17 tháng 4 vừa rồi, Trung Quốc lại còn tuyên bố thành lập cái huyện Nam Sa và Tây Sa trực thuộc thành phố Tam Sa ở trên đảo Hoàng Sa và còn yêu cầu Việt Nam rút khỏi Trường Sa nếu không thì sẽ có những cái hậu quả không lường trước. Và mới đây nhất thì là hai cái tàu Trung Quốc Uh, sau khi tập trận ở bệnh Aden để chống hải tặc trên đường về cũng ghé qua Trường Sa tập trận bắn đạn thật thì thưa anh tất cả những cái này có vẻ là ép Việt Nam quá và mới đây nhất ngày 1 tháng 5 Trung Quốc lại ra lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông thì uh, chẳng lẽ Việt Nam ngồi yên về đợi sau đại hội đảng sao thưa anh oh, thưa anh là Việt Nam vốn dĩ đã à, đã ngồi yên một chỗ lâu lắm rồi chứ không phải là bây giờ họ mới ngồi yên cái điểm mà Việt Nam để hiểu rằng là một mình Việt Nam kiện Trung Quốc không có gây một cái ảnh hưởng không có gây một cái sức ép nào uh, lên bắc uh, lên chính quyền bắc kinh cả việt nam hiện tại bây giờ cái ước mong của việt nam ở hai điểm điểm thứ nhất là làm sao kết hợp được với những quốc gia khác để cùng kiện trung quốc trong một cái đơn điều này tôi nghĩ rằng là cũng khó có thể xảy ra lý do là bởi vì anh cũng rõ ra quốc gia asean thì hầu như là nước nào đa số là đều bực bội anh trung quốc nhưng mà họ là những quốc gia họ là một cái tổ chức mà đồng sàng dị mộng thành ra cái chuyện mà ước mong là sẽ ASEAN kết hợp thành một khối để mà chống lại với lại Trung Quốc hay là để mà gây khó khăn với lại Trung Quốc hay là để đối đầu với Trung Quốc là cái điểm hầu như là tôi không nhìn thấy ở trong tương lai gần cái điểm thứ nhì nữa là đối với lại Việt Nam Việt Nam biết rằng là họ gặp khó khăn họ biết rằng là họ đang gây bị Trung Quốc gây sức ép nhưng mà bù lại thì anh để ý thấy là trong cái thời gian gần đây chính phủ Hoa Kỳ đã lên tiếng có thể nói là lên tiếng mạnh mẽ nhất từ trước cho đến giờ để bênh vực Việt Nam tàu chiến của Hoa, Kỳ tiếp tục tiếp tục vào uh, con đường hải lộ Hoàng Sa Trường Sa vân vân và vân vân đó là những cái lợi thế về mặt ngoại giao mà Việt Nam đang mong đợi tôi cũng để ý thấy một cái chuyện như thế này nên nhớ rằng là Việt Nam hy vọng rất là nhiều cho năm 2020 lý do là bởi vì theo chương trình là tháng 3 vừa rồi là Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp Tổng thống Donald Trump ở tại Las Vegas, tại thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN, nhưng cuối cùng cũng không thành. Họ cũng hy vọng là tháng 6 năm nay thì là có thể ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sang đây gặp Tổng thống Donald Trump bên lề thượng đỉnh G7, nhưng mà cuối cùng thì câu chuyện sẽ không thành. Thành ra là bởi như vậy bây giờ họ chỉ còn một cái hy vọng là hy vọng vào tháng 11 tới đây tình hình ổn định. Lúc đó là ông Donald Trump sẽ đi Malaysia để dự thượng đỉnh APEC và tôi tin một điều chắc chắn là Việt Nam sẽ vận động để mời Tổng thống Donald Trump, ông Tổng thống Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì ghé thăm Việt Nam và đó là cái ước mơ của Việt Nam. Họ coi đó là cái dấu hiệu ngoại giao có thể làm giảm bớt cái sức ép của Trung Quốc mà họ đang phải đương đầu hiện giờ. Thưa với anh Đỗ Dũng. Có nghĩa là ý anh nói rằng là họ chỉ vận dụng cái sự ủng hộ của Mỹ thôi chứ họ không đi đến cái chuyện gọi là kiện cáo mặc bởi vì kiện cáo nó không có đi về đâu nhưng mà một số người người ta nói rằng ngay cả không đi về đâu đi chăng nữa nếu mà việt nam kiện trung quốc thì đó cũng là một cái gọi là về mặt biểu tượng ít nhất là biểu tượng là mất mặt trung quốc và bây giờ năm nay việt nam không phải là chỉ cái chuyện mà được Mỹ ủng hộ không trong những ngày qua thì anh thấy rồi Mà Việt Nam còn đang là chủ tịch luân phiên của khối ASEAN Và hiện nay Việt Nam cũng là thành viên không thực trực của Hội đồng Bảo Liên Quốc trong năm nay Thì đây là cái cơ hội duy nhất trong năm 2020 Thì nhiều người vẫn nói rằng là Việt Nam vẫn có thể là họ phải làm chuyện này Bởi vì nếu không sang năm 2021 thì không còn cơ hội cho anh nghĩ sao chuyện này Tôi nhớ để trả lời câu hỏi của anh Đô Dũng vừa mới đặt ra thì tôi lại nhớ lại có một lần tôi nói chuyện với lại ông cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam là ông Bắc Hạc ông bắc hạc bảo với tôi rằng là cái câu chuyện việt nam trung quốc không phải là câu chuyện của một chính phủ với một chính phủ mà nó là cũng không phải là câu chuyện của một dân tộc với một dân tộc mà nó cao hơn nữa đối với cái nhìn của việt nam xin được nhấn mạnh nó cao hơn đối với cái nhìn của việt nam đó là cái quan hệ giữa đảng và đảng thành ra là bởi như vậy nó có sự khác biệt nó khác biệt rất xa nếu mà chúng ta tưởng nếu mà trong trường hợp của hoa kỳ thì chắc chắn là hoa kỳ kiện trong trường hợp mà của À, Pháp thì chắc chắn là Pháp kiện Nhưng mà trong cái trường hợp của Cuba Trong trường hợp của Việt Nam Trong trường hợp của Bắc Triều Tiên Thì cái câu chuyện kiện nó không phải là dễ dàng Anh Đô Dũng có nói đến cái chuyện là Có lẽ là Việt Nam phải chăng là Việt Nam chỉ trông đợi Vào cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ Tôi thì tôi thấy một điểm như thế này Chắc chắn là Việt Nam phải trông chờ Cái sự uh, uh, hỗ trợ của Hoa Kỳ Những cái điều mà Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ Trong thời gian gần đây Tôi coi đó và ngay chính Việt Nam, tôi tin rằng Việt Nam coi đó là một cái dấu hiệu thuận lợi cho họ. Thành ra là bởi như vậy, à, tôi nghĩ càng thuận lợi bao nhiêu thì tôi càng nghĩ đến cái chuyện nộp đơn kiện nó trở thành khó khăn hơn. Xin phép đừng nhắc lại điều mà vừa đã thưa với anh Đỗ Dũng à, cách đây một vài phút đồng hồ. Việt Nam mong muốn à, cùng với nhiều quốc gia để nộp đơn kiện Trung Quốc. Nhưng mà cho đến giờ phút này, ở trong khối ASEAN chỉ có một mình Việt Nam là nghĩ đến chuyện trung, trung, kiện Trung Quốc Những quốc gia khác không hài lòng với Trung Quốc họ có lên tiếng Nhưng mà nghĩ đến chuyện kiện thì câu trả lời là chưa thôi Đô Dung. Vâng, bây giờ bỏ qua chuyện các quốc gia khác Các quốc gia khác là thực sự ra chỉ có Malaysia, Brunei với Philippines, Việt Nam liên quan Trung Quốc thì chúng ta không nói tới Bây giờ riêng Việt Nam với, với lại Trung Quốc thì theo những gì anh Khanh nói nó có vẻ khác những nơi khác, ví dụ Philippines khác cái hệ thể, thể, thể thống chính trị với Trung Quốc. Còn Việt Nam với Trung Quốc lại là đảng Cộng sản với nhau, đúng không? tức là ý anh nói rằng là dạ, chúng tôi cộng sản anh em là chúng tôi làm gì cũng phải có đảng chỉ đạo trước đúng không? Thế nếu nếu bây giờ mà đảng Điều chỉ đạo trước trả lời rất... và bây giờ chẳng lẽ như vậy là là Việt Nam lại tiếp tục là bị Trung Quốc cái đảng cộng sản Trung Quốc cứ bất, tiếp tục là chỉ đạo đảng cộng sản Việt Nam cách anh không làm gì được mặc dù bên chính quyền muốn kiện nhưng mà vẫn phải dưới sự chỉ đạo của đảng có, có đúng vậy không anh? Câu trả lời là hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ rằng là cái quyết định kiện Trung Quốc hay không kiện Trung Quốc là một cái quyết định chính trị. Cái quyết định chính trị đó không nằm ở trong tay chủ tịch nước, không nằm ở trong tay thủ tướng và ngay chính cả không nằm ở sự hô hào của người dân mà chỉ là ở Đảng, Đảng Cộng sản. Biết uh, cái ban uh, cái ban chấp hành trung ương uh, hoặc là cái ban gọi là ban bí thư hay là gì đó tôi quên mất cái chữ tự nhiên tôi quên mất bộ cái chính chữ. Chính là bộ chính Tức trị. Là không 10... Vâng, bộ chính trị. Dạ vâng cảm ơn anh Đô Dũng đã giúp cho tôi. Bộ chính trị là cái nơi nó quyết định nó quyết định tất cả mọi chuyện kể cả chuyện kiện Trung Quốc hay là không kiện Trung Quốc cho đến giờ phút này thì rõ ràng cái điều đó là cái điều ai cũng nhìn thấy cả người ta bảo rằng là Việt Nam sửa soạn kiện Trung Quốc câu trả lời là tôi tin là điều đó tôi cách đây chỉ có độ chừng 4 năm ngày người ta bảo với tôi rằng là Việt Nam đã xoả, soạn, soạn xong hồ sơ đã biết chỗ nào sẽ kiện ở chỗ nào nhưng mà còn cái chuyện là bao giờ kiện thì cái điểm đó là cái điểm mặt thú thật với anh Đô Dũng không có ai biết được chỉ có đội chừng một mười mấy ông bà trong bộ chính trị là mới biết được đừng quên một cái điểm là năm năm trước đây tôi cũng đã nghe nói là Việt Nam có ý định kiện Trung Quốc rồi Việt Nam soạn hồ sơ kiện Trung Quốc Việt Nam sửa soạn nộp hồ sơ kiện Trung Quốc và cho đến giờ phút này thì cũng vẫn chỉ ở đoạn sửa soạn chứ chưa có ở đoạn thực hành thiếu anh đối súng nói nhanh anh Khanh như vậy là tình hình bộ chính trị hiện nay và cái cơ cấu của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là khó lòng mà kiện đúng không tức là bên chính quyền có kiện vẫn phải có sự chỉ đạo của Đảng. Vậy thì thưa anh, nãy anh có nhắc đến đại hội thứ 13 vào năm tới mà anh bảo là đợi mọi thứ xong xuôi hết qua đại hội Đảng. Thì nếu giả sử đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam năm tới có thay đổi lớn, có thành phần khác vô thành phần trẻ, ít thân Trung Quốc vô thì anh có nghĩ rằng lúc đó Việt Nam nói thẳng là bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam có để cho chính quyền Việt Nam đâm đơn kiện Trung Quốc hay không thưa anh? Cái câu trả lời đến lúc đó thì chúng ta mới có thể biết được chứ ngay bây giờ thì tôi nghĩ rằng là vẫn quá vội vã để mà vẫn còn quá sớm để mà chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ nhìn thấy một điểm là như thế này, càng ngày là giới trẻ Việt Nam càng đi sát với lại Hoa Kỳ hơn, họ tin một điểm chắc chắn rằng là đi với Hoa Kỳ mặc dù Hoa Kỳ ở xa nhưng mà vẫn có điều lợi hơn là đi với lại Trung Quốc cho dù Trung Quốc đang ở gần. Thành ra là tôi nghĩ rằng là nếu mà có một cái thành phần trẻ một cái phần thành phần cấp tiến ở trong bộ chính trị thì thưa với lại anh Đô Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của người Việt TV cái chuyện kiện nó sẽ dễ dàng xảy ra hơn tôi xin được nhấn mạnh nó dễ dàng xảy ra hơn nhưng mà chưa chắc nó cũng sẽ xảy ra cái đó điểm đó là điểm lại chúng ta lại còn phải xét lại một lần nữa đừng quên rằng là cái ảnh hưởng đảng với đảng ở tại Việt Nam nó rất là mạnh nó có thể không mạnh ở Sài Gòn nó không mạnh ở Cần Thơ nó không mạnh ở Đà Nẵng nó không mạnh ở Quảng Trị Nhưng mà rõ ràng là nếu mà chúng ta nhìn thấy Nếu mà có dịp nói chuyện với Việt Nam Về Việt Nam Sống ở Hà Nội Chúng ta sẽ nhìn thấy cái áp lực đảng nó mạnh lên như thế nào Thưa anh Đỗ Dũng Câu hỏi chót với anh Khanh à, Có nhiều đồn đoán là có thể đại hội tới Ông Nguyễn Xuân Phúc có thể lên Tổng Bí thư Ông Nguyễn Xuân Phúc là một người miền Trung Một người rất năng động và có vẻ rất thân với Mỹ Thì liệu khi ông Nguyễn Xuân Phúc vào cái vị trí Tổng Bí thư đảng à, Có những cái thay đổi trong thành phần đó thì liệu cái khả năng mà Việt Nam đâm đôn kiện Trung Quốc có 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 nhiều có nặng ký hơn như hiện nay hay không nếu mà ông Phúc làm tổng bí thư thưa anh nếu rồi nha tôi vâng tôi thì tôi lại nghe được cái tin khác tôi nói rằng là tôi nghe được một cái tin rằng là ông Phúc không nắm chức tổng bí thư hay là chức chủ tịch nước mà tôi được nghe nói rằng là có lẽ là ông Phúc đã được giữ lại trong cái vai trò thủ tướng chính phủ bởi vì lý do là trong cái nhiệm kỳ đầu tiên ông làm việc tốt và ông tạo được cái mối giao à, giao hảo rất rất tốt với lại đương kim tổng thống hoa kỳ là ông donald trump không có một quốc gia nào theo những tất cả các quan sát viên chính trị ở tại thủ đô washington cũng như là dưới thời ông bolton còn làm cố vấn hội đồng an ninh quốc gia thì nhân viên dưới quyền của ông bolton bảo với tôi hai điều không có một quốc gia nào mà ghét trung quốc cho bằng việt nam không có người dân nước nào ghét trung quốc cho bằng người dân việt nam Ông Nguyễn Xuân Phúc biết được cái điều đó và rõ ràng là trong 3 năm trời vừa qua, ông đã tạo được cái mối quan hệ rất tốt với lại đương kim tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump. Hiện tại bây giờ dư luận ở Việt Nam họ rất mong đợi ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì và nếu mà anh Việt Dũng, anh Đô Dũng cho phép thì tôi xin thưa rằng là ngay chính cá nhân tôi tôi cũng nhìn thấy là cái con đường tái đắc cử là cái con đường rộng thanh thang cho tổng thống Donald Trump. Thành ra nếu mà Tổng thống Donald Trump ở, ở lại Tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa và ông Phúc ở lại trong cái vai ghế Thủ tướng trong 4 năm nữa thì hoàn toàn có lợi cho Việt Nam. Kể cả cái câu chuyện là Việt Nam có thể tham khảo ý kiến của Hoa Kỳ trước khi quyết định kiện hay là không kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Đó là nhận xét của tôi, thưa anh Đỗ Dũng. Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Khanh rất nhiều và cảm ơn khán giả người Việt TV theo dõi chương trình từ thủ đô với nhà báo Nguyễn Văn Khanh và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin cảm ơn Đô Dũng và cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho người Việt TV.